Cả Ukraine và Hàn Quốc cùng khẳng định quân Triều Tiên đã có mặt tại Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột quân sự với Kiev. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Moscow cùng phủ nhận cáo buộc này. Mỹ tỏ ra lo ngại trước kịch bản quân Triều Tiên hiện diện trên chiến trường Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước Quốc hội Ukraine mới đây rằng Triều Tiên là bên tham chiến trên thực tế trong cuộc xung đột tại Ukraine và đứng về phía Nga. Ông Zelensky tiết lộ, tình báo Ukraine đã phát hiện ra rằng Bình Nhưỡng đang chuyển không chỉ vũ khí mà còn cả quân nhân Triều Tiên tới Nga. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã từ lâu chỉ trích mối quan hệ quân sự đậm sâu giữa Nga và Triều Tiên. Ba nước Mỹ, Nhật, Hàn mới đây công bố một nhóm chuyên giám sát các lệnh trừng phạt vũ khí nhằm vào Triều Tiên. Vậy mức độ sâu trong hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên là như thế nào? Theo Ukraine và Hàn Quốc, chuyện này là có thật. Vào ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un nói với các nhà chính trị Hàn Quốc rằng khả năng cao có quân nhân Triều Tiên tử vong khi Ukraine tấn công gần Donetsk vào ngày 3 tháng 10. Còn vào ngày 18 tháng 10, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc nói rằng các tàu hải quân Nga chuyển 1.500 binh sĩ Triều Tiên tới thành phố cảng Vladivostok từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 10. Tuy nhiên, Nga đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc cho rằng nhân lực Triều Tiên đang có mặt tại Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hồi đầu tháng 10, đây là một tin giả nữa. Giới chuyên gia cho rằng không thể loại trừ khả năng đó. Edward Howell, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Oxford, nói với Al Jazeera, chúng ta biết rằng Nga cần nhân lực. Ông Howell cho rằng ngay cả khi Triều Tiên không gửi bộ binh giúp Nga thì cũng khó hạ thấp khả năng Triều Tiên gửi công binh cũng như nhân lực nhằm hỗ trợ theo dõi và giám sát việc sử dụng vũ khí do Triều Tiên cung cấp trên chiến trường Ukraine. Howell là chuyên gia nghiên cứu về chính trị và quan hệ quốc tế của Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Ukraine để chiến đấu hỗ trợ Nga. Trong phát biểu qua video, ông Zelensky nói rằng đây không còn là việc chuyển giao vũ khí nữa mà đã là việc đưa cả người sang. Trong khi đó, Mỹ bày tỏ quan ngại trước tin tức về sự hiện diện quân sự của Triều Tiên ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ chưa độc lập đưa ra lời cáo buộc nào nhằm vào Bình Nhưỡng. Tướng Charles Flynn, chỉ huy của lục quân Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá rằng nếu nhân lực Triều Tiên tham gia tại Ukraine, họ sẽ nhận được phản hồi thực tế về vũ khí của mình được sử dụng tại đó. Tướng Flynn cho rằng phản hồi đó sẽ giúp Triều Tiên điều chỉnh vũ khí, đạn dược, năng lực và cả nhân sự. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiếm khi ra nước ngoài, nhưng ông đã thăm Nga vào tháng 9 năm 2023 và mời Tổng thống Nga Putin tới thăm Triều Tiên. Hồi tháng 6 năm 2024, Tổng thống Putin đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của mình đến Triều Tiên trong vòng 24 năm. Vào dịp này, hai bên ký một thỏa thuận tương trợ quốc phòng. Ngôn từ chính xác trong văn bản này chưa được công bố, nhưng có điều khoản về tương trợ, quy định hai nước sẽ giúp đỡ quân sự cho nhau nếu một trong hai nước bị tấn công. Và rồi, vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, quân đội Ukraine đã đột kích vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk. Về lý thuyết, điều này sẽ kích hoạt điều khoản tương trợ quốc phòng giữa Nga và Triều Tiên. Mỹ, Ukraine và Hàn Quốc đều khẳng định Triều Tiên có cung cấp vũ khí cho Nga, trong khi Nga và Triều Tiên cùng phủ nhận. Vào ngày 9 tháng 10, quân đội Ukraine tuyên bố họ đã tập kích một kho vũ khí của Nga, bao gồm vũ khí do Triều Tiên gửi cho Nga. Trong một thông cáo chung trước đó, vào ngày 23 tháng 6, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nói rằng họ lên án hợp tác quân sự ngày một sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên, bao gồm việc tiếp tục chuyển vũ khí từ Triều Tiên sang Nga. Ngày 27 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó của Hàn Quốc là Shin Won-sik nói rằng Triều Tiên gửi khoảng 6.700 container chứa hàng triệu viên đạn cho Nga kể từ tháng 9 năm 2023 để đổi lấy lương thực và nguyên liệu thô dùng trong chế tạo vũ khí.
Hồi tháng 3 năm 2024, Nga đã phủ quyết việc Liên Hợp Quốc gia hạn cho nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc giám sát việc Triều Tiên tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, vụ tấn công của quân đội Ukraine đã khiến sân bay quân sự Lipetsk 2, tỉnh Lipetsk của Nga, bốc cháy. Sân bay Lipetsk 2 là nơi tập kết các máy bay Su-34, Su-35 và MiG-31 của Nga. Vụ tấn công xảy ra rạng sáng ngày 20 tháng 10. Các khu vực bị nhắm mục tiêu bao gồm kho đạn dược, cơ sở lưu trữ nhiên liệu và chất bôi trơn, các thiết bị máy bay. Được biết, sân bay Lipetsk 2 là nơi tập kết các máy bay Su-34, Su-35 và MiG-31 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Trước đó, quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy Severlov ở thành phố Dzerzhinsk thuộc tỉnh Novgorod của Nga. Đây là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga ở lĩnh vực sản xuất thuốc nổ công nghiệp. Theo thông tin mà Kiev thu thập được, nhà máy còn là nơi lưu trữ bom dẫn đường. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có một số vụ nổ xảy ra ở khu vực lân cận của cả hai mục tiêu. Kết quả của các cuộc tấn công đang được xác định. Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin này. Các nước Liên minh châu Âu chấp thuận khởi động đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova vào tuần tới. Tổng thống Ukraine gọi việc bắt đầu đàm phán là bước tiến lịch sử. Hàng triệu người Ukraine và nhiều thế hệ người dân của chúng tôi đang hiện thực hóa giấc mơ châu Âu. Ukraine đang dần trở lại châu Âu, nơi mà họ thuộc về trong nhiều thế kỷ với tư cách thành viên chính thức của cộng đồng châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, Bộ trưởng Liên minh châu Âu của các nước dự kiến bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên với Ukraine và sau đó là Moldova tại Luxembourg của Bỉ vào ngày 22 tháng 10. Tổng thống Ukraine gọi việc bắt đầu đàm phán là bước tiến lịch sử. Ukraine và Moldova nộp đơn xin gia nhập EU sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Việc bắt đầu đàm phán đưa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ vào giai đoạn đầu của quá trình cải cách kéo dài nhiều năm trước khi họ trở thành thành viên chính thức. Hồi tháng 12, các nhà lãnh đạo EU có bước đi quan trọng khi đồng ý mở nhiều cuộc đàm phán về việc Ukraine bị chiến tranh tàn phá và Moldova gia nhập liên minh. Nhưng để bắt đầu cuộc đàm phán, thành viên của khối phải ký kết khuôn khổ chính thức cho tiến trình này. Ban điều hành EU cũng thông báo với quốc gia thành viên rằng Ukraine và Moldova đáp ứng mọi tiêu chí cần thiết để bắt đầu cuộc đàm phán. Ukraine đang tạo ấn tượng lớn với những người ủng hộ ở châu Âu bằng cách triển khai cải cách quan trọng. Áp lực thúc đẩy Ukraine tiến tới bước tiếp theo trong nỗ lực trở thành thành viên chính thức ngày càng gia tăng, do lo ngại Hungary gây cản trở. Trước đó, Hungary tuyên bố không có ý định tổ chức thêm bất kỳ vòng đàm phán nào với Ukraine. Cuộc xung đột quân sự của Nga ở Ukraine làm bùng nổ động thái muốn kết nạp thêm thành viên mới của EU sau nhiều năm không đạt được tiến triển trong nỗ lực gia nhập khối. Hồi tháng 12 năm 2023, EU cấp tư cách ứng viên cho nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ là Georgia, đồng thời chấp thuận nhiều cuộc đàm phán gia nhập của Bosnia và mở ra cuộc đàm phán tương tự với Serbia, Montenegro, Albania và Bắc Macedonia.